Có thể các bạn chưa biết mà mình nghĩ rằng là hầu hết chắc biết rồi đấy. Thì tựa game Geometry Dash Khối Vuông Lăn Lồng Lốc có một cái hệ thống xếp hạng độ VIP Pro của những cái bàn chơi do những người chơi tự tạo ra. Nó được hiển thị bởi cái lớp khiên lửa lửa bao quanh cái mặt độ khó. Từ trái qua phải là Normal, Feature, Epic, Legendary và cái cuối cùng ở đây là mình lấy hình cũ rồi nên nó có tên là Godlike. Chứ thật ra bây giờ nó tên là Mythic. Và để đạt được cái cấp độ Mythic thì cái level đấy, một là nó phải siêu đẹp, hai là nó phải siêu khó thì mới có xứng đáng để đạt được cái mức độ Mythic. Thì cách đây khoảng tầm 5 tháng mình đã từng chơi cái màn chơi, cái cấp độ Mythic đầu tiên trong lịch sử của tựa game Geometry Dash này. Màn chơi đó có tên là The Towerverse với độ khó là Hard Demon. Rồi, hồi đó mình tốn gần 2 tiếng mới vượt qua được bàn này là đủ biết là nó khó như nào rồi đúng không? Thì màn chơi ngày hôm nay của mình sẽ chơi cho các bạn thấy nó sẽ ngược lại hoàn toàn với màn Towerverse này. Với tên gọi là Rage Quit, màn chơi này đã đạt được cấp độ Mythic với độ khó là Easy 2 sao. Ảo mau, thế quái nào mà nó chỉ là cấp độ Easy mà nó có thể được Mythic được? Sự là mình vẫn chưa hiểu là tại sao nó có thể làm được chuyện này. Và độ dài của nó chỉ có 1 phút 34 giây thôi, ngược hoàn toàn với The Towerverse. Vậy thì mình đã rất là... Rồi thậm chí bài nhạc của nó là bài Stereo Madness, bài nhạc đầu tiên trong trò chơi Geometry Dash. Vậy là sao ta? Thôi, mình sẽ không để các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta cùng trải nghiệm cái màn được đánh giá cấp độ VIP nhất tựa game Geometry Dash này ngay bây giờ thôi. Ok. Ủa? What? Ồ, rồi bấm được nè. Ôi, quái nào mà thằng nào nó lại đập cái màn hình mình. Ồ, khối vuông bay ra ngoài được. Ui, what? Khối vuông này, ôi, tìm kiếm thiết bị mới, ôi, nó đi không? Đi ra tất cả những bàn chơi khác à? Ủa? Wow! Ôi, hay vậy! Wow! Nó bay qua các loại màn chơi của Geometry Dash. Nó bay qua các loại thiết bị luôn. Thậm chí... Ôi! Nó bay ra cả ngoài à? Nó ra thế thật à? Wow! Mình vẫn đang chơi luôn này. What? Thứ nào? Ui, nó bảo đập hết màn hình rồi. Cái này là chơi thua nhiều quá đấy à? Oh, ok, đúng cái màn hình mình đang nhìn là mình vẫn có được. Ai? Thế hết. Tại sao mình lại thua đấy được? Ủa? Wait, what? Là nó chơi lại ngay lập tức. Mượt vãi á. Mình vừa thua ở nó xong và nó cho mình chơi lại ngay lập tức luôn. Mượt thật sự. Wow. Ok. Lại nhá. Đâu rồi là mình quên không nhảy á. Wow. Ủa? Ok. Wow. Bay vào điện thoại, bay vào với TV. Anh mới trưởng ạ. Đúng như kiểu là một người chơi Geometry Dash chơi bị chết nhiều quá, đấm cái máy tính bảng của mình luôn. Hợp lý đấy. Ok. Vậy phải tập trung hơn một tí nào, mình phải vượt qua cái bài này. Nó để easy 2 sao thôi mà cũng khó phết đấy nhờ. Ok. Woo, let's go. Rồi. Uống này. Nhảy này. Wow. Nó là bài này là mình có thể chơi một phát là xong luôn rồi đó, chứ không phải là để đến lần thứ hai này đâu. Rồi, mình ngồi trong chết. Khứa này ra đấm vào đây.
ghê thật chứ. Cái này chơi Geometry Dash, chơi một bàn mà chơi phải có 9 màn hình mới chơi nổi ạ. Ok. Phá máy, mày phá nó đi. Ok. Rồi. Ô, khối vuông mình đang bay ạ. Nó bay lên lửng ấy. À tay ạ. Ủa, 98% Ủa. Wow, ok. Mình cứ tưởng là 98% là với thua. Hóa ra là cái bàn nó là như vậy. 98% là ức chế đấm thêm một lần nữa. Và thì quái là mà ê, có ý không? Con số phần trăm của mình nó càng lúc nó càng tăng dần kìa. Nè. Từ từ 25 nó lên dần dần này ê. Nào bây giờ mình thi gan với nó đi để xem nó lên được 100% không? À, mình đợi đi. Chút nào bây giờ mình các bạn chúng ta cùng đợi đi nào. Ôi chứ mà cái màn này nó hay thật á. À, thảo nào cái xứng đáng là mythic luôn. Làm animation quá tuyệt vời á. Khiến cho khối vuông Geometry Dash nó như là kiểu một cái sinh vật mà nhận biết được là mình đang ở trong một tựa game. Và cái tựa game đấy ở trong một cái thiết bị của một thanh niên mà cứ chơi thua cái là đấm màn hình. Nên là thành ra khối vuông nó không chịu được. Nó muốn thoát ra ngoài, nó muốn đi xa những thiết bị của những người chơi khác mà nâng niu, trân trọng cái khối vuông đó hơn. Hay quá. Hay thật chứ. Đồ họa đẹp quá. Thảo ra như vậy, nhưng mà đúng nhá, mình thấy là ok, xứng đáng được cái xếp hạng là mythic nha. Tuy độ khó thì không khó, siêu dễ luôn. Vậy đấy, mình chơi một cái bàn mythic mà không cần phải luyện tập một lần nào. Ảo mau. Không sao, từ, để mình xem. Nó lên 100% nha. Để xem, từ, mở này lên này. Xem có chuyện gì sẽ xảy ra không. 6, 7, 8, 9, 100. Và dừng lại. Vâng, tầm gần hơn 1 phút cuộc đời của mình đã bay đi một cách rất là vô nghĩa các bạn ạ. Đợi cho số đến 100 là xong. Con này thì không có đồng tiền nào cả, chắc chắn rồi, có đồng tiền mới ảo đó các bạn. Ok, một phần chơi khá là hay với cái cách thể hiện mà thực sự có lẽ là đây là lần đầu tiên mình thấy ở trong một cái màn chơi Geometry Dash. Hay lắm. Vâng, vậy là tập Geometry Dash của mình ngày hôm nay có vẻ là nó sẽ kết thúc khá là nhanh bởi vì mọi thứ nó diễn ra nó đơn giản quá. Và thôi, nhưng mà thôi sao, nếu các bạn muốn mình phải vật lộn với những cái bàn chơi Geometry Dash VIP Pro hơn cái màn này, hãy bình luận ở bên dưới tên của những màn đó. Mình sẽ xem màn nào hợp với mình để mình luyện tập và chiến đấu ở những tập Geometry Dash tiếp theo nhá. Khi nào có tập tiếp theo thì mình sẽ để lên đây luôn để cho các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi thì nó sẽ là một tựa game khác để chúng ta giải trí mà khá chắc các bạn cũng sẽ rất thích xem đấy. Vậy nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.